Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng vừa yêu cầu các bộ ngành sớm trình nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai sửa đổi, luật đất đai 2024. Đây là cơ sở để chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thay vì từ 1 tháng 1, 2025 như đã thông qua vào đầu năm nay. Nhiều chuyên gia nhận định nếu đề xuất này được thông qua, luật đất đai sớm được áp dụng thì sẽ tác động tích cực đến giá bất động sản, nhất là với những phân khúc đang có dấu hiệu nóng lên từng ngày như chung cư, nhà ở. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORECA nhấn mạnh, luật đất đai 2024 được thực hiện sớm nửa năm sẽ thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường, từ đó kéo giá nhà xuống thấp hơn. Thời gian gần đây, nguồn cung căn hộ khan hiếm kéo dài đã khiến giá chung cư Hà Nội bị đẩy cao bất thường. Ngay cả khu vực ven đô cũng có giá rao bán 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông, ngang ngửa đất nền. Còn trong trung tâm có dự án gần 300 triệu đồng một mét vuông. Theo nghiên cứu của Property Guru Việt Nam, những dự án mới đây chỉ đóng góp khoảng 20.000 đến 30.000 căn hộ mỗi năm, trong khi nhu cầu thông thường lên đến 70.000 đến 80.000 căn hộ một năm. Cũng theo ông Châu, một trong những quy định mới của luật đất đai được người dân và chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đó là việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác. Nếu luật sớm được thực hiện, điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận được đất đai thuận lợi hơn, phát triển dự án nhanh hơn, góp phần giải được bài toán thiếu nguồn cung nhà ở trên thị trường. Đáng chú ý, hàng nghìn dự án bất động sản nhà ở thương mại đang gặp khó khăn sẽ được giải quyết. Vì thế, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu vẫn cao, việc khơi thông cho các dự án vướng mắc được kỳ vọng sẽ góp phần bình ổn giá bất động sản đang rất cao hiện nay. Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS phân tích thêm, luật đất đai có hiệu lực sớm sẽ giúp nhiều dự án sớm được gỡ vướng để được triển khai hoàn thành. Từ đó, nguồn cung cho thị trường sẽ gia tăng, góp phần làm giảm áp lực về cung cầu hiện nay. Từ đó, giá nhà sẽ giảm dần xuống mức hợp lý, phù hợp hơn với thu nhập người dân. Bên cạnh đó, khi chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai hơn, thì chi phí để phát triển dự án cũng có cơ hội giảm xuống nhờ quy trình hoàn thiện pháp lý rút ngắn, giá bán sản phẩm từ đó có cơ hội được điều chỉnh. Lãnh đạo VAS cũng dự báo, phân khúc bất động sản nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tốt vai trò trụ cột, dẫn dắt toàn bộ thị trường bất động sản từ giữa năm 2024, phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng trên cơ sở các kết quả ấn tượng đã đạt được trong năm 2023. Trong khi đó, phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng vẫn đối diện với nhiều thách thức và xoay chuyển tình thế nếu ngành du lịch thực sự đạt được kết quả ấn tượng, còn phân khúc bất động sản thương mại sẽ không có nhiều biến động. Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, khi luật đất đai 2024 sớm có hiệu lực cùng với các luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ giải quyết những vướng mắc cho các dự án bất động sản đang chậm triển khai. Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội sẽ được giải quyết bất cập từ các thủ tục chủ trương đầu tư đến phê duyệt quy hoạch, giao đất, phê duyệt giấy phép xây dựng sẽ thoáng hơn giai đoạn trước. Điều này có thể khiến nguồn cung nhà ở xã hội thời gian tới bùng nổ, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu lớn hiện nay. Giá chung cư tại các đô thị lớn cũng sẽ được kìm lại, không còn ở mức quá cao như thời gian qua, ông Quê nhận định. Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội bày tỏ quan điểm, luật đất đai có hiệu lực càng sớm, càng tạo điều kiện mở ra giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản. Trong đó, việc bỏ khung giá đất sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém và người dân được hưởng lợi khi bị thu hồi đất. Nếu luật đất đai được áp dụng sớm, nguồn cung trên thị trường sớm được cải thiện hơn. Việc các phân khúc chung cư, nhà ở nhiều hơn có thể sẽ giúp giảm giá nhà, tạo điều kiện an cư cho người thu nhập thấp, ông Điệp nhận định. Bạn thấy sao về những nhận định này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé! Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận mua và làm nhà ở thương mại trên đất không phải là đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đang được Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua. Nội dung cụ thể ra sao? Quý khán giả hãy theo dõi video sau đây nhé! Các chuyên gia đánh giá đây là cơ chế đột phá, đưa đất đai tiệm cận thị trường hơn, góp phần tăng nguồn cung nhà ở thương mại trong những năm tới, khi cơ chế thí điểm này sẽ cởi trói cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại đang bị treo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vì đất dự án không dính đất ở.
Số liệu của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên địa bàn thành phố có khoảng 20 dự án nhà ở thương mại không dính một mét vuông đất ở nào, không được công nhận chủ đầu tư do không đáp ứng điều kiện phải có đất ở trong phạm vi xây dựng dự án. Khoảng 6 điều 127 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cũng quy định chỉ trường hợp có quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở và đất khác mới được đề xuất làm dự án nhà ở thương mại. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, quy định dự án phải có 1 mét vuông đất ở mới được xây dựng nhà ở thương mại là một trong những nguyên nhân dẫn đến cả trăm dự án nhà ở thương mại tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không thể triển khai trong giai đoạn 2015-2020. Điều này gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở thương mại tại các đô thị lớn, đẩy giá nhà tăng liên tục trong những năm qua và làm gia tăng tình trạng lệch pha cung cầu thị trường. Phân khúc nhà ở cao cấp luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường, chiếm khoảng 70% nguồn cung thị trường những năm qua. Điều này cũng khiến một số doanh nghiệp bị chôn vốn tại các dự án đắp chiếu. Doanh nghiệp bỏ vốn tạo lập quỹ đất theo quy hoạch đất ở của địa phương, nhưng không triển khai xây dựng nhà ở thương mại vì dự án không dính một mét vuông đất ở nào. Việc thí điểm cho phép doanh nghiệp được thỏa thuận nhận chuyển nhượng và xây nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các dự án đô thị, nhà ở quy mô lớn và đầy đủ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giao thông, kết cấu hạ tầng xã hội về y tế, công viên cây xanh, thương mại dịch vụ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để doanh nghiệp được quyền tự thỏa thuận mua đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, nằm trong quy hoạch đất ở, để làm nhà ở thương mại là cơ chế đúng đắn. Nhà nước vẫn quản lý đất đai bằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Khu đất trong quy hoạch làm nhà ở thương mại phải được xây dựng nhà ở thương mại, bất kể hiện trạng nó đang là loại đất gì. Cũng theo ông Võ, không nên xây dựng luật theo hướng đất loại này, loại kia mới được chuyển sang làm đất ở, điều này vô lý. Sau thời gian thí điểm cơ chế cho tự thỏa thuận, cần sửa luật để bảo đảm luật pháp là một khối thống nhất. Tại sao phải quy định dự án dính 1 mét vuông đất ở mới được xây dựng nhà ở? Không nước nào họ làm vậy. Quy định này là một trong những lý do làm giảm nguồn cung nhà ở những năm qua, ông Võ nhấn mạnh. Về lo ngại sẽ thất thoát tài sản đất đai, nếu để doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất từ người dân, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng thất thoát hay không thất thoát là do công tác quản lý đất đai, chứ không phải một cơ chế hình thành dự án làm cho thất thoát tài sản đất đai. Chỉ khi có lỗ hổng trong quản lý mới thất thoát tài sản đất đai, còn cứ định giá đúng đất đai, tính toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính đất đai thì không thể thất thoát được, ông Võ khẳng định. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội, thừa nhận vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về việc cho doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân để làm nhà ở thương mại nên phải thí điểm, đúc kết để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. Theo ông Tuyến, trong quản lý đất đai nên có các vai trò nhạc trưởng của nhà nước. Bởi đất đai đang thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện và thống nhất quản lý. Hơn nữa, trong điều kiện nguồn lực đất đai hạn chế hiện nay, nếu để doanh nghiệp tự làm thì bảo đảm được quyền kinh doanh, nguyên tắc thị trường trong chuyển nhượng, nhưng giá có thể sẽ rất cao. Nếu giá đất đầu vào cao, giá thành bán nhà ở thương mại có thể cao hơn, bộ phận người làm công ăn lương sẽ khó tiếp cận nhà ở. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây, cũng cho rằng cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mong muốn của nhiều người dân có đất. Ông nói, nhưng nếu chúng ta đã cho thí điểm nhận chuyển nhượng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương, cần xem lại quy định giới hạn tỷ lệ cho người nhận chuyển nhượng bao nhiêu phần trăm. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.